quả thứ ba lục tiền quan về chắc chắn là gì. Lấy ở thượng thiên nước này, lấy ở thượng thiên tắm cho cửu khách sạch trong lầu đầu nước này, lấy ở sông Dâu. Thank you.
dung nhan thâm kỳ diệu quang minh chứng tàn thiên khá tích tặng cung giang kim phổ hoàng tân tân tay chúa tiên hùng sớm sức lên tương lai tăng sơ sức lên trình quan tam phủ chép biến to thường vì cho ý tử trường sinh sông nhan thập cờ diệu khai cuồng chiếu ma trung khai nhẫn nhẫn quảng minh khai tỷ tỷ linh du khai thinh năng thích thành khai thổ thổ năng tử khai tốt năng bộ hành nghề khai quang dung nhan thâm kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng công giàn kim phục hoàng tân cần tay chúa tiên hùng đồng ông về chân linh nhận đồng ông trao khăn tắm áo hồng linh thiên ta làm đệ tử cung tiên
trông rộng ngỡ hòa tốc như lại hòa tốc như lại trước sân rồng thank you.
Từ nay trở đi, từ giày trở lại,
sáng con mắt, chắc cơ cốt, sống lâu trăm tuổi, bách liên giai đạo. Ta cho họ quyền ngẫu nguyện được nước chảy một dòng, quyền trôi một bến, hạnh phúc trăm năm mãn chiều và sướng bóng. Ta cho họ quyền ta từ đây trở đi, từ giày trở lại, thay tâm đổi tính, mát mẻ trong người, thương yêu chồng con, chăm chỉ làm lụng. Ta về ta mở cửa kho cho quyền ngẫu nguyện ta được thêm cửa, thêm nhà, thu hồi được thêm tiền trạch, gặp ông con nhân, gặp bà có đức, được việc quan trần, được có quý nhân giúp đỡ. Ta mở cửa kho, ta cho được thêm cửa, thêm nhà. Ta về ban khen ban thưởng cho bà tử, ban khen ban thưởng cho đồng thầy, ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nha, ban khen ban thưởng cho ghế của ta, ban khen ban thưởng cho pháp sư cung đàn tiếng pháp Tây Quỳnh Thái Quế lính ghế gần xa, đồng anh lính trị, đồng nhan chủ điện, dân thôn bản làng, già trẻ gái trai được ấm no hạnh phúc, dân thì an quốc thái. Ha! Xe quạt hai đàn
nai lợ ra rồng, hạ thông nai lợ cây thông rồng là bốn mùa vắng tan qua. Dân an quốc thắng xương ta chơi đời quân tận chưa cho tôi thôi. Lấy ở thượng tiên nước này lấy ở thượng tiên tắm cho kiều khách sạch trong lầu lầu nước này lấy ở sông Dâu. Chấn Bắc danh Nghĩa Lan
danh lam đệ nhất y. Cảnh Tây Hồ quốc phẩm vô song, nước mặt hồ leo leo một dòng trong chuông chuông chân quốc mây hồi dòng dài. Nhân sinh quý thích chi, còn gì cửa Phật văn văn coi tiền xa hồi lâm liệt tung hoành ra lâm liệt tung hoành trừ tà sát quỷ con
Sông tranh tắt tiếng
quân ghi tạc ngàn thu. Lưỡi đao kia giết sạch giặc thù, quái quan để ngàn thu. Còn gần đều biết quan lớn và mọi người đã sinh thần thờ, muôn dân chúng làm bắt phụng thờ, lĩnh lĩnh ra tiết gặp chính từ quan tổ.
đứng trên là tôi tú anh linh ấy à ấy à. Thank you.
xem phong cảnh tình
trông như thế cô tiên nàng nguyện. Có khi mười hợp giam ba mươi mang thù hiện ra người già an chơi trên sân đất rừng.